Quý khán giả thân mến, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo quy định, dịp nghỉ lễ năm nay, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Và hiện tại thì các đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đang bắt đầu tung ra nhiều dịch vụ nhằm giúp du khách trong và ngoài nước có thêm sự lựa chọn khi đến với thủ phủ miền Tây. Là một trong những khách sạn 4 sao nằm ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, Đông Hà Fortinland được khá nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn để lưu trú trong thời gian tham quan thành phố. Để phục vụ tốt nhu cầu của khách lưu trú vào dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới, vài tuần nay đơn vị đã tập trung một số công việc nhằm đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết. Đồng thời, khách sạn cũng đưa ra thêm dịch vụ mới để du khách có thêm sự lựa chọn. Các công ty du lịch lữ hành sẽ tổ chức tour một ngày tại thành phố Cần Thơ và đặc biệt là phối hợp với khách sạn Đông Hà Fortinland của chúng tôi để mà cho khách dùng buffet sáng trước khi đi tham quan tất cả các cái tour du lịch của thành phố Cần Thơ, thì để cho cái chỉnh chu trong cái việc mà ngoài phục vụ là khách lưu trú thì các cái đoàn mà bên ngoài thì đến dùng buffet tại đây thì chúng tôi cũng chuẩn bị khá là chu đáo các cái thức ăn với gần 50 món ăn thức uống để phục vụ cho khách một cách chỉnh chu. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tới, khách du lịch cũng có thể lựa chọn kỳ nghỉ trên du thuyền 4 sao Victoria Mekong, khởi hành từ thủ phủ miền Tây để tận hưởng hành trình sông nước, khám phá vẻ đẹp của thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Trong đó có nhiều điểm đến hấp dẫn, cùng với đó là những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, ngắm hoàng hôn trên sông, nghe đờn ca tài tử. Đặc biệt, đại diện du thuyền cho biết sẽ miễn phí xe đưa đón cho du khách khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Với lịch trình này thì chúng tôi tổ chức tuyến đi từ Cần Thơ đến Châu Đốc và trên đường đi thì chúng tôi sẽ ghé tham quan các điểm. Ví dụ như ở khu vực Cần Thơ thì chúng tôi sẽ cho khách trải nghiệm tham quan Cồn Sơn, trải nghiệm các cái hoạt động cùng với người dân ở địa phương. Và tàu của chúng tôi cũng di chuyển qua khu vực Long Xuyên và sau đó thì chúng tôi sẽ đến Châu Đốc. Thì ở khu vực Châu Đốc chúng tôi sẽ tổ chức tour cho khách đi tham quan rừng tràm Trà Sư, miếu Bà Chúa Xứ. Và sau đó thì chúng tôi sẽ trở về lại Cần Thơ và kết thúc tour trong 3 ngày, 2 đêm. Hiện tại các khu điểm vườn sinh thái và du lịch cộng đồng cũng đang tập trung đầu tư nâng chất sản phẩm dịch vụ hiện có, kết hợp tung ra một số sản phẩm mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách tham quan trong và ngoài nước vào dịp lễ 2 tháng 9. Chúng tôi cũng luôn luôn tìm tòi phát triển và sáng tạo để đưa ra nhiều cái dịch vụ nhằm đáp ứng những cái sự trải nghiệm ngày càng cấp cao hơn của du khách. Mặt khác, đầu tư xây dựng và tiếp tục mở rộng đáp ứng những cái nhu cầu về nghỉ dưỡng của du khách. Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày liên tiếp là cơ hội để nhiều du khách lựa chọn tham quan nghỉ dưỡng cùng bạn bè gia đình. Do đó, việc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại thành phố Cần Thơ tập trung chuẩn bị tốt các sản phẩm dịch vụ sẽ thuận lợi hơn để du khách có thêm sự lựa chọn cho kỳ nghỉ sắp tới.